chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Người Phục Vụ. Con đường của Thiên Chúa thì khác, mà con rắn trình bày cho người phụ nữ lại một con đường hoàn toàn ngược lại. Cho nên, để vượt lên trên cái cám dỗ này của Eva, mà cũng là cám dỗ của chúng ta, thì chúng ta phải làm gì thưa anh chị em? Chúng ta đừng có đi từ những cấm đoán để thấy Thiên Chúa là một Thiên Chúa ghen tị và cũng đồng thời là một Thiên Chúa xa lạ ở trên cao. Nhưng chúng ta phải đi từ chỗ ân huệ, tất cả là ân huệ. Như cái cảm nghiệm của các vị thánh thần bí, ví dụ như Teresa hài lòng Giê-xu, Ngài cảm nghiệm tất cả là hồng ân. Phải bắt đầu từ ân huệ của Thiên Chúa ban cho con người, để mới hiểu được tại sao lại có một lệnh cấm, tức là một giới hạn. Đó là vì Thiên Chúa muốn che chở con người khỏi phải chết. Điều đó mặc khải một cái dung mạo Thiên Chúa tình yêu, chứ không phải là một cái Thiên Chúa ghen tị như con rắn đã bóp méo cái hình ảnh ấy của Thiên Chúa. Bởi vì khi mà chúng ta muốn sở hữu tất cả, muốn biết tất cả bằng như Thiên Chúa, đó là một cám dỗ, muốn có tất cả, muốn sở hữu tất cả. Và khi người ta có tất cả, người ta sở hữu tất cả thì người ta khép kín, tức là người ta không còn muốn đặt quan hệ với ai nữa. Và đó chính là điều ngược lại hoàn toàn cái mà chương 1, chương 2 nói về hình ảnh của Thiên Chúa nơi loài người. Hình ảnh đó là sự hiệp thông, mà muốn có hiệp thông phải có quan hệ. Còn khi anh có tất cả, anh không cần quan hệ với ai nữa. Chúng ta nhìn trong cái cuộc sống của mình thấy biết bao nhiêu là ví dụ. Những người giàu có khó vào nước trời là ở chỗ đó, là bởi vì họ có tất cả rồi. Họ có villa, bốn bức tường, xe hơi và đầy đủ tiện nghi, không còn muốn đặt quan hệ, không còn muốn chơi với ai nữa. Bởi vì họ nghĩ họ có tất cả, và như thế là đi ngược lại với cái điều Thiên Chúa muốn. Con người phải càng ngày càng trở nên hình ảnh của Thiên Chúa bằng cách sống mối quan hệ tương quan với người khác. Chính vì thế mà các triết gia hiện sinh sau này mới nói, có một người ví dụ như Martin Buber, là một triết gia người Đức nhưng mà gốc Do Thái, nói rằng từ khởi nguyên là quan hệ. Ông bắt chước cái câu của Kinh Thánh, từ khởi nguyên đã có ngôi lời. Nhưng mà ngôi lời cũng là chính quan hệ, bởi vì lời là gì nếu không có hai người? Vậy thì cuối cùng chúng ta rút ra được cái bài học gì ở trong cái trình thuật này? Chỉ có một điểm thôi, sau khi đọc xong cái chương 3 này. Cái chữ đó là chữ quan hệ. Bởi vì chính nó làm cho ta trở nên hình ảnh của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa của ta là ba ngôi, là hiệp thông giữa ba ngôi. Ba ngôi nên một. Ba ngôi tương hướng. Nghĩa là ba ngôi ở trong nhau. Cha ở trong con ở trong cha, và cha con ở trong nhau trong Chúa Thánh Thần. Ba ngôi tương hướng, nghĩa là con luôn luôn hướng về cha. Trong cuộc đời của con luôn luôn một ám ảnh là thực hiện ý muốn của cha mà thôi. Trong tâm tư của cha luôn luôn có con, người con một duy nhất, người con mà Ngài yêu hết mực như chính bản thân Ngài. Thế mà Ngài cũng ban người con ấy cho loài người. Điều đó nói lên cái tình yêu của Thiên Chúa đặc biệt đối với ta. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban người con một ấy cho chính loài người. Chúng ta thấy đó là một tin mừng đúng không nào? Và khi chúng ta sống cái hình ảnh mà Thiên Chúa muốn này, là chúng ta đi vào trong tương giao hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa, là chúng ta thực hiện, chúng ta thể hiện cái hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi chúng ta. Nhưng không phải chúng ta thể hiện nó một mình, mà luôn luôn phải có một tha nhân. Chính vì thế mà Đức Giáo Hoàng John Paul II nói đó, gia đình đó, nó chính là hình ảnh của Thiên Chúa ba ngôi. Vì gia đình trong cái bí tích sống cái mầu nhiệm hiệp nhất giữa các ngôi vị khác biệt, giữa vợ với chồng, giữa cha con và mẹ con. Khi người ta biết cái giới hạn của nhau mà vẫn chấp nhận nhau, vẫn vượt lên trên những cái khác biệt mà yêu thương nhau, chấp nhận nhau, đó là người ta thực hiện, người ta sống
hình ảnh, hoàn ảnh của Thiên Chúa, tức là chương 2, chương 1, chương 2 mà chúng ta vừa mới đọc. Khi mà chúng ta làm ngược lại, nghĩa là chúng ta không chấp nhận cái giới hạn của mình, cái giới hạn của người khác, chúng ta đi ngược lại, tức là chúng ta đang đi vào cái cám dỗ của Eva và con rắn, tức là chúng ta vừa mới đọc cái chương 3 đấy. Chương 3 là bổ túc cho bài học của chương 2, chương 1. Một ví dụ ngược lại của chương 2, chương 1, đó không phải là hình ảnh của Thiên Chúa. Khi con người ta không chấp nhận mình giới hạn mà muốn biết tất cả, muốn có tất cả trong tay. Còn bài học của chương 3 ở đằng sau nói rằng chúng ta cần phải chấp nhận mình giới hạn. Cái giới hạn này không phải là một điểm tiêu cực, nhưng ngược lại nó là một điểm tích cực, vì khi mình biết mình giới hạn mình mới cần đến tha nhân. Ở trong đời sống gia đình đó, các anh chị thấy rõ điều này phải không? Khi mà mình tưởng rằng mình là chủ gia đình, một tay mình làm nên tất cả, kể cả kiếm tiền, kể cả giáo dục con cái, cái người bạn đời mình chẳng được việc gì hết. Khi mà chúng ta có ý nghĩ đó là chúng ta đang rơi vào sáng thế chừng bà, vì mình nghĩ rằng một tay mình làm nên tất cả. Bình thường mình nói đó là cái tội kiêu ngạo. Thế nhưng đó chính là cái tội căn bản nhất, là từ chối hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình, không chấp nhận mình giới hạn, mà cũng không chấp nhận cả cái giới hạn của người bạn đời của mình, hay là không chấp nhận giới hạn của con cái của mình. Mà khi mình chấp nhận cái giới hạn như là một cái yếu tố tích cực để mà tạo nên cái sự hiệp thông, thì mãi mãi không có tình yêu, thì hình ảnh Thiên Chúa không bao giờ được thể hiện, thì ý Cha không bao giờ được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin thưa anh chị em, nói tóm lại, trong cái mối quan hệ, cái từ khóa mà tôi vừa mới nói với anh chị em đấy, từ khóa quan trọng, nó ngầm chứa một cái từ nữa, đó là chấp nhận sự giới hạn như một cái gì tích cực, và vượt lên trên giới hạn để yêu thương, để hiệp nhất, để thực hiện hình ảnh của Thiên Chúa ngày một rõ hơn. Chứ giới hạn không hề là một khuyết điểm cần phải loại trừ. Mến chào các bạn. Các bạn nhớ bấm đăng ký, subscribe, like, chuông và share kênh YouTube Người Phục Vụ để có những bài hấp dẫn tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.